Những cái lứa này thì mình chỉ nuôi cho nó đủ lớn, cho khỏe mạnh là mình mới gửi xa. Cái này chưa gửi xa được. Chích con là hầu như là quanh năm, đẻ quanh năm các bạn. À, ví dụ như nghịch mùa hay là đầu mùa thì nó đẻ ít, còn vô mùa thì nó đẻ nhiều. Lúc nào cũng vậy. Gộ mùa vô gộ thì nó đẻ nhiều, đó. Đó. Mà ít nhiều gì cũng có hết các bạn. Chích lớn chích nhỏ gì lúc nào mình cũng có hết. Cái lứa này là lứa mình đang gả nè các bạn. Lứa này là lứa mình đang gả nè. Cái lứa này hơn 20 ngày, 20 ngày trở lên nè. Tự ăn mạnh, tự ăn, tự tắm rồi nói chung là mình đi xa được, khỏe mạnh. Chia sẻ với các bạn luôn. Cái tuổi thọ của con chích cò á có thể là 20 năm luôn các bạn, hơn 20 năm luôn. Một thời gian cũng kha khá dài. Ít có ra video chia sẻ cho các bạn, chia sẻ cho bà con những cái hình ảnh về chích cò ở bên trại. Thì nhìn trên video thì các bạn và bà con thấy là những cái hình ảnh này rất là quen thuộc. Những cái dãy chuồng chích, những cái dãy chuồng nuôi chích sinh sản, chích cò sinh sản. Đó. Nó cũng vẫn vậy các bạn, nó cũng không có thay đổi như về gì về nhiều, hình ảnh nó cũng vậy thôi. Mà có cái mùa này á, là vô cái mùa chích cồ nó sinh sản rồi, đẻ gộ á, thì nó chưa có đẻ gộ, nhưng mà nó đẻ tầm khoảng 50% công sức của trại đó, chứ không có chưa hết, chưa được 100% các bạn ạ. Những con chích mà sinh sản mà nó thấy mình vô á là nó kiếm nó đá, tại vì con chích mà có trứng rồi nó dữ lắm các bạn, trứng nó nằm trong thùng vậy các bạn thấy không đó. Mình chuẩn bị một cái thùng để đi thu hoạch trứng, thu hoạch những cái tổ mà nó đẻ đủ trứng rồi đó, thu hoạch những cái tổ mà nó ấp rồi đó các bạn. Bắt đầu mình đem vô máy ấp để cho nó đẻ lại, và đến khi mà nó đẻ đều hết đó các bạn là mình thu hoạch một lượt. Đợt trước mình cũng có thu hoạch trứng rồi. Hổ này nó dữ ghê luôn, cái con nào mà nó có trứng rồi nó dữ ghê luôn các bạn. Nè Nguyễn, ổ nào mà đẻ đủ trứng ấp á, lấy vô đi, lấy vô thu vô hết đi. Một chút chị chia sẻ cho bà con rồi vô được không, dám vô không? Vô đã không? Cái con nào đẻ đủ trứng á, cái con nào mà nó chưa đủ thì thôi khỏi lấy nha. Thì cái việc mà đi thu hoạch trứng á, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn nhiều trong những năm qua, là chắc mình không có chia sẻ thêm nữa ha. Đó, con nào mà đẻ mà ấp mà không tăng trứng nữa là đủ trứng rồi, đá kìa các bạn thấy không. Đây, con này 4 trứng. Công việc ở phía bên ngoài thì nhiều, lúc này mình làm công việc ở phía bên ngoài nhiều. Đi giao hàng rồi đi hỗ trợ kỹ thuật cho bà con á, nên mấy anh em ở trại là cái người mà chăn nuôi trực tiếp, cái người theo dõi trực tiếp, nên cái ổ nào mà nó đẻ đủ trứng ấp á thì anh em lấy đó, mình cũng theo dõi. Ui, giữ cái nhốt lại ha. Đây nè, con này đủ trứng chứ thường đủ ha, 6 trứng luôn hả? Trời, dữ dằn. Ấp chưa thường, ấp lâu chưa? Ấp à? Ấp lâu rồi mà nó không tăng trứng nữa thì mình đem vô. Đó. 6 trứng các bạn. Đây. Những hình ảnh này mình quay trực tiếp. Quay sống các bạn, ghi âm trực tiếp cho các bạn coi những cái hình ảnh ở bên trại mình. Cái ổ nào mà hôm trước mà nó vừa đẻ nó vừa ấp rồi. Đây phải không? Ổ này phải không? Cái con này gọi là giống như là chiến binh La Mã vậy các bạn, nó đẻ liên tục, ngay cả những lúc mà thai lông luôn nó vẫn đẻ đó. Nhưng mà coi con này nó hiền, ấy da bữa nay vô cắn nữa vô lạ, ấy da bữa nay cắn con trống, bữa nay nó cắn mình đấy trời, cắn con trống bữa nay đứng đây đứng cửa nó canh nó cắn nè. Hôm nay được mấy trứng, ấy da 7 trứng, 7 trứng luôn hả? Ấp chưa ấp rồi, lấy vô đây. Đây, hộ này 7 trứng các bạn đó. Cái ổ này các bạn là đẻ rất là dữ luôn. Ngay cả lúc mà nó đang ấp nó vẫn đẻ các bạn. Ổ này
vô mùa là 7-9 trứng không. Con này nó dữ, nãy giờ nó cắn mình. Chích này nó dữ, chích nó là cái gì các bạn? Chích đẻ thì nó hơi dữ, nhưng mà lâu lâu mà không chơi với nó, không tiếp xúc với nó thì nó sẽ cắn mình ha. Tá mình, tá người lạ. Thu đi, cưng thu đi. Cái ổ nào mà nó đủ thì cưng thu đi. Để mình chia sẻ với các bạn những hình ảnh khác. Quay trứng hoài cũng cũng thấy hơi nhàm nhàm các bạn. Thì đối với con chích đẻ các bạn, đối với con chích đẻ, cái thức ăn của nó ngoài những cái thức ăn khô á, giống như là cám công nghiệp nè, lúa gạo nè, lúa gạo, cám công nghiệp, thì mỗi một cái loại thức ăn như vậy là nó có một cái thành phần dinh dưỡng khác nhau. Trong cái môi trường nuôi nhốt á, thì mình cho nó ăn cho nó đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ chất, thì con chích mình nó mới đẻ được. Ở đây là gạo xanh, gạo xanh ở đây là mình cho nó ăn lục bình. Cho nó ăn lục bình với năng giá, ngoài cái cám công nghiệp, lúa gạo, lục bình, năng giá, thì mình cho nó ăn thêm nữa là mồi tươi. Mồi tươi ở đây mình sử dụng là tôm tép. Mồi tươi các bạn có thể là cho nó ăn sâu dế, cào cào, gọi là mồi tươi đó các bạn. Thì con chích mình nó đầy đủ dinh dưỡng thì nó lên nó đẻ thôi. Thấy không? Một ô chuồng như vậy là mình nuôi một cặp chống mái. Một cặp chống mái thì cho ăn, cho chích ăn gạo xanh, cho chích ăn lục bình á, thì mình phải dọn dẹp. Cứ định kỳ á, thì 2 ngày là anh em dọn dẹp vệ sinh lần. Dọn dẹp những cái gốc rễ của lục bình ra. Đó các bạn thấy không? Gốc rễ của bình. Thế nhưng mà con chích mà nó ăn những cái phần non của lục bình á, nó bỏ lại những cái rễ, những cái dơ. Đó. Thì mình phải dọn dẹp. 2 ngày mình dọn lần. Nước á, thì lúc nào cũng phải sạch các bạn. Nước lúc nào cũng phải giữ nước sạch. Nuôi con chích khác chứ con chim chỉ nha, khác với những con chim khác nha các bạn. Tại vì cái chích cồn này là cái dòng chim nước, cần phải có cái khay nước. Cần phải có cái khay nước. Kìa, mở cửa ra nó thấy con bên kia nó cắn, nó đá con bên kia kìa. Có cái khay nước sạch để cho nó tắm, nó tắm, nó uống, và con chích nó bóng, nó đẹp, nó mới lên nó đẻ cho mình. Chung quanh những cái mình đang nói, những cái mình nói nãy giờ là những cái cơ bản của cái việc mà nuôi chích cồi sinh sản. Chuồng trại thì các bạn thiết kế theo cái diện tích ở chỗ mình. Thí dụ như mình có đất rộng thì mình làm cái chuồng rộng càng tốt. Ví dụ như mình đất mình nhỏ mà mình muốn nuôi nhiều thì cái diện tích mà mình nói cho các bạn ở đây là nhỏ nhất là 1,5 m nhân cho 1 m. Chiều cao thì tùy mỗi người. Chiều cao thì các bạn cao tới đâu các bạn làm tới đó. Làm cao cao là để mình vô mình vệ sinh cho nó dễ. Mình quét dọn cho đỡ mỗi lưng. Anh em vô dọn dẹp vệ sinh cho nó đỡ mỗi lưng. Là như vậy. Chuồng thì mình có thể làm lót gạch bông, gạch men, hoặc là gạch tàu gì đó, cán xi măng gì cũng được hết các bạn. Mình thấy có nhiều anh em nuôi chuồng đất nó cũng vẫn đẻ thôi. Quan trọng là cái con chích mình đó, nó có thuần hay không. Thuần là thuần từ nhỏ, mình nuôi từ sinh sản từ trong trại ra, là từ trứng ra, con chích nó dạng, nó dạng. Cái thứ hai nữa là cái con chích cồn của mình á, là mỗi một cặp như vậy là phải có một con trống, con mái. Một con trống, con mái mới sinh sản các bạn. Phải có đực, có cái, có trống, có mái, có đàn ông, đàn bà nó mới sinh sản, mới phát triển, duy trì nồi giống được. Chứ hai con mái không thì nó đẻ, không có cồn, không có trứng, không có phôi. Thì... hai con trống không thì chắc chắn là nó không đẻ, đúng không các bạn? Phải có đực có cái nó mới đẻ. Thì cái việc mình chọn đực chọn cái cho nó chính xác đó, cái việc chọn đực chọn cái đó là một cái câu chuyện khác nữa các bạn. Đó là một cái câu chuyện khác nữa đó. Mình chọn cho đúng trống đúng mái để mình ghép, và ghép làm sao để cho con chích cồn nó đẻ, để cho nó sinh sản được á. Đó là một cái câu chuyện dài, chứ không phải là mình nói một lần là mình làm được không. Nó nói một lần là mình làm được. Giống như cái mấy cái chuồng này anh em đang vệ sinh, đang vệ sinh, quét dọn, chà quét dọn, thay nước, rồi lục bình thì mình dọn lục bình ra. Nuôi chích thì nó cực ở chỗ đó, nó cực ở chỗ mình dọn dẹp vệ sinh thôi. Còn cho ăn thì thức ăn thì nó ăn không có nhiêu đâu. Nó một cống như vậy là nó ăn một ngày không hết. Cống thức ăn công nghiệp nhìn nó ăn một ngày không hết.
chủ yếu là nó ăn rau xanh thôi, rau xanh với mồi tươi đó. Mà rau xanh với mồi tươi các bạn cung cấp cho nó đầy đủ, chứ không phải là một tuần cho ăn lần hay là một tuần cho ăn 2-3 lần. Ở đây là rau xanh á với mồi tươi á, là một ngày á là mình cho ăn một lần đó. Rồi mồi tươi á, tôm tép sâu dế như mình nói các bạn đó, là một ngày á là phải cho ăn 2 cử đó. Xung quanh những cái đơn giản như vậy thì con chích nó sẽ đẻ. Những cái mình nhắc cho các bạn coi và mắt nhắc cho các bạn nghe nãy giờ, những cái mà mình đã chia sẻ cho các bạn nhiều ở những cái video về chích cồ, hôm nay giống như là mình quay để mình chia sẻ nhắc lại đầu cái mùa chích rồi. Với lại cũng lâu rồi mình không có chia sẻ những hình ảnh chích sinh sản cho các bạn coi, thì có nhiều bà con đang quan tâm, có nhiều bạn đang quan tâm về chích cồ có nhắc mình đó. Nãy giờ thu hoạch được nhiêu rồi? Nhiêu đây hả? Còn hết. Còn 2 ổ nữa. Còn mấy ổ kia phải không? Nở luôn rồi các bạn. Có những ổ nó nở luôn rồi. Nè. Nở, con chích còn ướt. Mới nở luôn hả Nguyễn? Mới nở. Mới nở cái vỏ mới bung ra luôn các bạn. À, Nguyễn nó đang thu hoạch trứng mà có ổ này nó đang nở luôn các bạn. Thì ở phía bên trong mái á, nó đã hết trứng rồi. Bắt đầu chích ở ngoài bắt đầu nó đẻ lai gai lại. Lúc này thì có như nó đẻ xen kẽ với nhau chứ không có đều, không có đồng loạt. Nên cái lượng chích á, mình ra một đợt một vài trăm con thì cũng không có thấm gì đâu các bạn ha, không có nhiều, không có đủ. Các bạn nào mà đang lấy sỉ của mình á thì các bạn cũng thông cảm, đợi chừng tháng nữa đi chích nó đẻ nhiều á thì mình mới sỉ là được các bạn. Giờ này chỉ có vài chục con hay là vài 100-200 con thì thôi, nó không có nhiều các bạn ha. Đó, đây là những cái trứng chích cồ cho các bạn coi nè ha. Thì nhiều bạn thấy mình lấy trứng chích cồ á, thu hoạch trứng chích cồ, các bạn hỏi mình có bán trứng chích cồ hay không. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn một điều là mình chưa có đủ số lượng nhiều để bán, chưa có đủ trứng nhiều để bán các bạn à. Chích cồ nó đẻ còn giới hạn lắm. Mình ấp, có nghĩa là mình ấp để mình ra những cái con non như vậy à, là không đủ. Nên mình chưa có ra được thị trường trứng chích cồ. À, các bạn thông cảm nha, mình ấp mình nuôi con non cho các bạn nuôi cho nó yên tâm. Với lại trứng thì vận chuyển đi xa nó hơi khó khăn, hơi khó khăn các bạn. Đó. Thì chia sẻ cho các bạn thêm những cái hình ảnh về chích sinh sản, chích cồ sinh sản. Đây, giống như có những ổ này nó 2-3 trứng thì mình chưa lấy vô. Mình biết chắc chắn một điều là chích nó đẻ 2-3 trứng là chưa có đủ, từ 4 trứng trở lên mà không tăng nữa mình mới thu hoạch vô. Đây nè, cái này 4 trứng nè, nhưng mà nó 2-3 ngày nữa nó không tăng lên nữa thì mình sẽ đem trứng này vô đó, thì 2-3 ngày nữa mình thu vô tiếp. Giống như cái ổ này nó còn đẻ nó không thường. Hai ổ này nó mới đẻ hay gì. Hai ổ này nó mới đẻ các bạn, nên mình chưa thu vô, để cho nó đẻ hết mình thu vô. Hai ổ kế bên là nó đẻ mỗi ổ như là 4 trứng đó. Đó, các bạn nhìn thấy nó dễ nuôi không, chích sinh sản á không. Các bạn hỏi mình là nuôi chích nó dễ hay không. Thật sự là nếu mà nói dễ á thì đối với mình bây giờ là nó dễ, nó rất là dễ không. Còn khó là đối với các bạn mới, các bạn chưa có kinh nghiệm, chưa từng nuôi chích thì nó khó không. Nuôi chích sinh sản, đặc biệt là nuôi chích sinh sản các bạn, thì nó khó. Khó từ cái chỗ là mình chọn con trống con mái làm sao cho nó đúng, để cho con chích nó đúng cặp, trống mái nó vô nó đẻ. Cái khó là nuôi thức ăn làm sao, thuốc mồi như thế nào cho đầy đủ cho nó đẻ. Và khi con chích nó đẻ mình cần những cái chất gì để cho con chích nó đẻ nhiều và nó đẻ đều đó. Ở đây thì mình nuôi không có nhiều các bạn. Nuôi chích đẻ thì không có nhiều, nhưng mà mỗi cặp á là nó phải đẻ cho mình, giống như con này nó giữ mỗi cặp như vậy trong chuồng á là nó phải đẻ cho mình. Ổ này cũng 3-4 trứng nè, ổ này cũng 4 trứng nè các bạn, nó mới đẻ lại. Ổ này mới lại, mỗi một cặp như vậy là tháng nào nó cũng phải đẻ cho mình đó. Cái đó là cái mục tiêu mình đặt ra. Nuôi không phải nuôi nhiều là mình giống như là không phải nuôi nhiều là thành công đâu các bạn, không phải ai nuôi nhiều cũng được đâu. Nuôi chích thì nó dễ lắm, chích nhỏ mà lúc mà tách tách mẹ biết ăn ra thì nó dễ, cực kỳ dễ luôn.
nó nuôi cho tới lớn á, thì cũng rất là dễ. Nhưng mà nuôi sinh sản các bạn biết là nuôi sinh sản thì nó khó. Đó, khó lắm. Nhưng mà cái khó này á, là mình chịu khó mình giải quyết thì được. Chịu khó mình làm là được chứ không phải là quá khó. Con này nó đẻ mấy trứng kìa, đẻ mấy trứng trong đó kìa. Được 2 trứng, ổ này được 2 trứng các bạn. Ổ này cũng là chiến binh đó. Đẻ là liên tục luôn các bạn. Ngay lúc hai lông luôn cũng đẻ nữa. Đây còn ổ đó nè. Ổ này các bạn biết đó là từ lúc đó mình nuôi những cái ổ đầu tiên á, những cái cặp đầu tiên của mình đó các bạn nè, ổ này được 4-5 trứng nè. Ổ này mà ổ này là vô mùa không bao giờ dưới 5 trứng. Từ 5 trứng tới 9 trứng mà. Cái cặp này các bạn biết là cái cặp mà đẻ từ lúc mình khởi nghiệp mà nuôi chích cò tới giờ luôn các bạn. Rất là lâu luôn các bạn. À, sẵn đây mình chia sẻ với các bạn luôn. Cái tuổi thọ của con chích cò á có thể là 20 năm luôn các bạn, hơn 20 năm luôn. Thì những anh em mà những người lớn mà đi trước á, chơi chích cò mà dạng như chơi chơi kiểu mà chim mồi á, thì có những con đi theo họ suốt mấy chục năm luôn, 20 năm có các bạn. Nó già nó chết luôn. Thì cái tuổi thọ chích cò nó cao, mười mấy 20 năm là bình thường các bạn nha. Thì thấy các bạn đừng có sợ con chích nó già, 1-2 năm nó già. À, các bạn cứ nuôi đủ mồi đủ nước á, là con chích nó sung, nó đẻ hoài, đẻ liên tiếp. Những cái cặp này nó theo mình những cái lúc mà những cái video đầu tiên luôn các bạn thấy. Cái cặp này nè, những video đầu tiên mình quay về chích cò á, đây nè. Còn cặp này các bạn ha. Nó già rồi nhưng mà nó đẻ rất là tốt. Con chích càng già nó càng đẻ càng khôn, khôn trứng khôn con. Đó. Đó, mỗi một chuồng như vậy là một cặp chích sinh sản. Nha. Phải đẻ đều. Chứ mình nuôi là chất lượng á, chứ không phải nuôi số lượng. Mình không có nuôi hàng ngàn cặp chích đẻ đâu, nó vài trăm cặp thôi. Nhưng mà mỗi một cặp như vậy là tháng nào nó cũng phải đẻ cho mình. Đó là mục tiêu của mình là như vậy. Đó mà để mà duy trì được á cái chạy chích sinh sản như vậy, các bạn biết nè, cả một quá trình theo dõi và phát triển, chứ không phải là mình làm xong cái là mình làm được không, nói xong cái là qua ngày sau mình làm được. Các bạn thấy cái việc mà mình chăm sóc chích sinh sản này cũng rất là khó các bạn nha. Anh em nãy giờ thay nước dọn dẹp đó. Một ngày á, một buổi dọn dẹp như vậy ít nhất là 3 đến 4 tiếng đồng hồ đó là dọn dẹp. Còn ở phía bên đây nữa các bạn à. Phía bên đây cũng là chích sinh sản của mình nữa nè. Đó. Giờ này mà còn thay lông nữa. Cặp này các bạn biết là nó đẻ cũng nhiều lắm. Nhưng mà tự nhiên thay lông cái mùa này. Cái đợt này đợt thay lông thứ hai là xong luôn các bạn. Đợt thay lông thứ hai nữa là vô mùa đẻ chính thức luôn đó. Chích tháng này nó thay lông. À, các bạn mà nuôi chích cò mà thấy nó thay lông như vậy đó cũng là cái việc bình thường thôi, không có gì khác đâu, các bạn đừng có bỡ ngỡ là gì đó. Nó chích em đang nuôi sao mà nó rụng lông hết, đó là cái việc thay lông, cái việc đó là cái việc tự nhiên của cái loài vật thôi, giống như gắn mình thay vỏ thôi, lọc vỏ thôi các bạn, không gì khác hết. À, con này đang ấp trong đây, con này đang ấp. Thì đây là cái chạy sau cùng, chạy thứ ba nuôi chích sinh sản. Đó là cái chạy thứ ba nuôi chích sinh sản của mình. Đó, cứ mục tiêu của mình là mỗi một chuồng như vậy là tháng nó đẻ cho mình ổ, thì mỗi một ổ như vậy nó tầm 4-8-9 trứng các bạn nha, 4-8-9 trứng đây. Đó, cứ vậy thôi, cứ vậy mà phát triển các bạn, cứ cho ăn theo cái công thức của mình thì các bạn là nuôi cho là nó sẽ đẻ thôi. Đúng không, nuôi giống như những cái cặp như thế này, những cái cặp hậu bị, những cái cặp chích mà đạp máng như thế này á, thì mình nuôi ở trong cái bội này á, nó khó đẻ, gần như là nó không có đẻ. Không, nuôi nó không có đẻ. Trong bội này giống như là mình nuôi dạng như là hậu bị các bạn. Hậu bị thôi. À, mình cũng vẫn để một cái khay nước rồi mà cống ăn cho nó. À, anh em thì cũng bỏ rau xanh vô, rồi mồi tươi vô cho nó ăn. Anh em mới dọn dẹp xong. Đó. Mỗi một cặp như vậy á, là một con trống, một con mái đều nhau. Không, đều nhau. À, tại sao mình nói các bạn biết là nuôi chích cò thì nó dễ, chích cò thì nuôi dễ lắm, nhưng mà nuôi sinh sản nó khó là vậy. Các bạn mà chọn được những cái con chích mà nó phùng nó múa như vậy nè, nó dạng như vậy nè, mình ngồi mình quay cho các bạn coi mà nó phùng nó múa như vậy là nuôi hơi khó.
à, mình nuôi từ lúc nhỏ mình chọn đúng trống đúng máy rồi là một chuyện, mà mình nuôi để cho con chích nó vàng á là một chuyện khác nữa. Thì nó vàng á nó mới đẻ đó, nó giống như là chơi với nó không, nó vàng người nó mới đẻ. Mà cái con chích mà các bạn nuôi mà nó vô mà nó mình lợi gần mình quay như vậy, hoặc là có người lạ lại mà nó chạy nó tung lòng hay là như thế nào đó, thì con chích đó nó khó đẻ lắm, giống như chích hoang dã, chích gừng, nó không có phù hợp trong cái việc mà nuôi nhốt như vậy đó, nó không có không phù hợp đó, thấy không dạng không đó. Đó. Thì các bạn mà có chia sẻ chích hậu bị ở bên mình á thì nó bạn thấy nè đó, mình lựa sẵn cho các bạn từ 4-5 tháng mình đã lựa sẵn, mình ghép sẵn rồi, nó thuận với nhau rồi, nó không có cắn, không có đá nhau. Đó là các bạn chứ về và mình nuôi trong cái lồng và mình tạo cho nó cái môi trường phù hợp là nó sẽ đẻ thôi. Đó, lồng nuôi sinh sản thì nãy giờ chia sẻ các bạn nhiều rồi. Chuồng nuôi sinh sản nè, đủ rộng, thức ăn đủ, nước đủ là đẻ. Đó, đúng trống đúng máy rồi. Cỡ này thì các bạn thấy là mình chọn cho các bạn là 100% trống máy rồi, không còn sai lệch nữa. Đó, không còn cái sai lệch nào hết á. Nếu các bạn muốn mình bao trống mái á, các bạn hay gọi mình bao trống mái á, thì các bạn bắt những cái cặp chích hậu bị như vậy á là chuẩn 100% rồi, không có sai lệch nữa các bạn. Không. Con này nó đang múa nè. Đây. Con này nó đang múa. Các bạn thấy nó múa không? Đó. Đó. Mà trống mái gì nó cũng múa hết đó các bạn. Trống mái gì nó cũng múa hết đó. Không. Còn cái cách mà phân biệt trống mái á, các bạn quay cho mình coi, chụp hình gửi cho mình á. Đối với con chích lớn các bạn à, đối với con chích lớn như này nè, có cái cách phân biệt trống mái khác nhau, chứ không phải là phân biệt theo đầu và chân nữa, tướng nữa. Giống như hai con chích này các bạn nhìn tay ngang các bạn nhìn hơi khó. Không, các bạn nhìn hơi khó biết được con nào con trống con mái. Con mái chân nó cũng cao, đầu nó cũng bự, tướng nó cũng to, nó tương đương với con trống. À, thì chích lớn á, ngoài cái việc mà mình nhận biết bằng ngoại hình á, thì mình cũng nghe bằng tiếng kêu nữa các bạn. Vì thế các bạn mà muốn mình coi giùm á, muốn mình coi chích trống mái giùm á, các bạn nên quay một cái video và chọc cho con chích nó kêu. Ha, chọc cho con chích nó kêu đi, mình nghe cái âm thanh của nó. À, nó chính xác hơn. Có nhiều bạn là mình chụp hình gửi qua cho mình thôi, chưa có chính xác được các bạn, mình coi chưa chính xác được đó, thấy chưa đó, con trống nó lên ổ chứ không phải mái lên nha đó, đó. Con này thì đang ấp nè, con này đang ấp đó không, trời lúc này thời tiết nó nóng quá, con chích ấp cái trứng mà nó gần nở là nó nhóng chân nó lên, nó dở cánh nó ra cho bớt nhiệt độ đó, nó cũng giống như con gà, nó khôn lắm các bạn, chích nó khôn lắm, biết lúc nào nóng, lúc nào lạnh, nó cảm nhận được, nó điều chỉnh cái nhiệt độ nó. Chích ấp trứng rất là giỏi các bạn à, chích ấp trứng rất là giỏi, nuôi con cũng rất là giỏi luôn. Nhưng mà mình đừng để nó nuôi con nha, nhớ đem vô, nhớ đem chích vô. Đó. Ở đây nè, các bạn thấy không? Chích mà nó phùng, nó múa như vậy thì các bạn thấy là bao dạng cho các bạn rồi, thấy không? Bao dạng, nè. Bao chống mái cho các bạn nha. Những cặp chích mà mình nuôi trong bộ như thế này là bao chống mái các bạn. Con đó nó xè, nó xè nó chịu chống, đưa cánh ra để cho con chống lên đạp. À, cái mùa này á, là cái mùa mà chích sinh sản. Thì nếu mà các bạn mà bắt chích sinh sản mùa này á, là ngay cái mùa của nó, kịp mùa sinh sản luôn. Đó, về thuốc mồi trong 1 tháng, 2 tháng nữa là đẻ luôn rồi. Đó, chích sinh sản là vậy các bạn. Đó, bao chống mái các bạn nè, các bạn thấy không? Nó dơ dương cánh dơ lên gì rồi dạng rồi múa như vậy đó, mới con chích nó mới sung, nó mới mau đẻ. Còn con chích mà thả ra cái bội mà nó chạy nó trốn không á, thì các bạn thấy nó lâu đẻ lắm, lâu đẻ hoặc là nó không đẻ luôn, giống như chích hoang dã vậy đó. Nó gặp người ta nó chạy nó trốn không thì hơi khó chơi, đúng không các bạn? Chích mà nuôi gần á, cái này là cái giải pháp mà mình nuôi ở đây là nuôi chích hậu bị nha các bạn, hậu bị giống với chích sinh sản nha. Các bạn phân biệt cho nó rõ cái nào mà nuôi hậu bị, cái nào là nuôi sinh sản. Đó, những con hậu bị đó, những cái cặp chích mà mình ghép trong bộ cho các bạn thì bảo đảm cho các bạn là 100% chống mái, không sai lệch. Nãy giờ chia sẻ hình ảnh chích chích cồ sinh sản cho các bạn cũng nhiều rồi ha, có những ổ mình thấy nó chưa có đủ trứng nên mình chưa có thu vô đó. Bây giờ
ra ngoài chia sẻ cho các bạn những hình ảnh chích con. Nuôi chích sinh sản thì phải có hình ảnh về trứng chích và chích con. Bữa nay là quay cho các bạn coi chích con thôi. Còn mấy le le thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái clip sau. Thì anh em đang cho chích nó ăn các bạn. Cho chích nó ăn. Đây. Đây cái thức ăn bữa nay mình cho ăn là dưa leo nè, giá, rồi sâu dế, tôm tép, bằm ga. Đây nè. Ở trên thì trên này thì có chích con. Đây, mình có điện thoại, chút xíu mình nghe. Ở trên này là chích con nó đang nở nè. Cái lưới chích này là cái lưới chích bữa rồi các bạn. Lưới chích bữa rồi mà mình lấy trứng vô, không biết có chia sẻ các bạn, không biết mình nhớ mình có chia sẻ các bạn cái clip mình lấy trứng chích vô không, hay là mình nhớ hình như chia sẻ trứng le đó, là trứng chích gì đó. Nói chung là cái lứa này là nó mới nở tầm khoảng tuần hơn à, cũng đòi ăn, biết ăn này. Có những con này mới nở, giống như những con hồi nãy mình lấy đó mà, nở trên tổ mới nở, thì còn ở trong máy đang ấp nữa, ngày nào cũng có nở hết. Nhưng một đợt chỉ đó vài chục con, vài chục con. Những cái lứa này thì mình gửi xa không được, những cái lứa này thì mình chỉ nuôi cho nó đủ lớn, cho khỏe mạnh là mình mới gửi xa. Cái này chưa gửi xa được, bắt buộc mình phải nuôi chích con ở ngoài như vậy, phải nuôi ấp trứng và mình nuôi mồ côi các bạn. Mình đút cho nó ăn gì nó mới đòi như vậy nè, đừng có để cho chích bố mẹ đút nha. Chích bố mẹ đút chừng 3 ngày là chích nó nhát à. Đây, chích con ha. Còn ở dưới đây á, cái lứa này là lứa mình đang gả nè các bạn. Lứa này là lứa mình đang gả nè. Cái lứa này hơn 20 ngày trở lên nè. Tự ăn mạnh, tự ăn, tự tắm, rồi nói chung là mình đi xa được, khỏe mạnh ha. Đi xa được khỏe mạnh. Thì những cái con đầu mùa cỡ này á, là anh em đã bắt được rồi. Anh em mà muốn nuôi mà cho nó vàng á thì bắt chích con cỡ này ha. Cỡ lứa này nhỏ nhỏ như gì. Mà cái việc mà nuôi chích con nhỏ nhỏ như gì á thì mình phân biệt chống mái cho các bạn á, tầm khoảng 70-80% thôi, chứ không có bao chống mái nha các bạn nha. Các bạn bắt chích con mà kêu mình bao chống mái á, thì mình không dám bao, tại vì con chích con nó còn phát triển chân nè, đầu nè, rồi lớn lên nó còn tiếng kêu nữa. À, mình lựa nó giống như lựa theo những cái kinh nghiệm cá nhân của mình, những cái gì mình hiểu biết, giống như con trống thì lựa những con chân bự, đầu bự, những cái con tướng nó bự là trống, còn những cái con nhỏ là mái thôi. Nhưng mà cái việc đó thì nó không chính xác. Bao trống các bạn, thì bao cho các bạn là những cái con mình đã ghép cặp rồi, mình mới bao trống cho các bạn là chính xác 100%. Còn chim non như vậy thì mình nói với các bạn là không có dám bao trống chính xác được các bạn nha. Mình cố gắng mình lựa theo cái khả năng của mình, theo cái kỹ năng mà mình hiểu, mình theo dõi những cái con chích cầu này trong những năm mình chăn nuôi, thì mình lựa cho các bạn cố gắng. Đó, chim con như vậy nè, các bạn thấy dễ nuôi đó, không có gì khó đâu. Chim con như vậy thì các bạn để cho nó một cái bình nước nè, buổi trưa nắng thì mình để cho nó một cái khay nước cho nó tắm, tại vì cái dòng chim nước là phải có nước để nó tắm. Đó, chích thì nó thích ăn rau xanh nhiều, giá nè, dưa leo nè, cám công nghiệp nữa, các bạn thấy không, nó ăn rau xanh hết rồi mới ăn tới cám công nghiệp, rồi sâu dế mồi tươi đó, từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn luôn nó vẫn giữ một cái số lượng thức ăn giống như nhau như vậy thôi, không có gì khác nhau. Các bạn mà hiểu được chút xíu về chăn nuôi á, các bạn mà nuôi gà nuôi vịt được á, là những cái con chích này không có gì khó, không có gì khó chứ. Nuôi chích con rất là dễ các bạn, mình nói với các bạn là chích con rất là dễ. Trừ khi là các bạn chưa có lần nào mà nuôi á, chưa có lần nào nuôi chích con mà chưa biết gì về chăn nuôi luôn á, thì nó hơi khó chút xíu thôi. Nhưng mà cái cỡ này là mình chỉ việc mình cho ăn, chăm sóc và thay nước vệ sinh thôi đó. Chờ nó lớn thôi, cỡ này hai mấy ngày cỡ này chích nó tự ăn cứng ngắc hết trơn rồi, đâu có cần xong bóng đèn, đâu cần phải đút nữa. Nó dạng, các bạn thấy dạng không, quấn tay dạng nè, dạng người không đó. Các bạn nào mà muốn chơi mà kiểu mà giữ nhà hay là thả lan gì, mình bắt chích nhỏ đó, bắt chích nhỏ cái gì, thì các bạn thấy là nuôi, cái việc nuôi chích cầu nhỏ rất là dễ. Còn cái việc mà các bạn hỏi mình có vaccine, có tiêm ngừa không, mình thật sự là không có cần đâu các bạn. Cái con hoang dã đề kháng nó mạnh lắm, mình không có cần tiêm vaccine giống như gà công nghiệp hay là gà thả giường mình đâu. Nó cứ để tự nhiên, để theo cái quy luật tự nhiên. Ví dụ như con nào yếu thì tự nó đào thải ra, con nào mạnh các bạn thấy không, những con mạnh nè, rồi ăn suốt nó liên tục luôn đó,
đó, cái việc nuôi cái con các bạn thấy dễ ha, một cần một chỉ cần cái lồng thôi. Ví dụ như nữa nó lớn thì mình sang cái lồng lớn chút xíu, nó cái giai đoạn ra lông xanh thì mình thả ra cho nó rộng rãi thoải mái, cái giai đoạn nào cần nhốt thì nhốt, cần giữ ấm thì cần giữ ấm đó. Nó theo một cái lịch trình, cái quy trình rồi, không có gì đâu khó. Còn khó là hơi khó chút xíu là mấy con này nè, không hơi khó chút xíu thì mấy con này nó chưa thấy đường, nó chưa thấy được cái mồi nó mổ thì mình phải đúc cho nó, anh em phải đúc cho nó. Mà cái việc đúc này các bạn thấy là đúc càng nhiều lần càng tốt, một ngày đúc ít nhất là 5 lần, không nếu mà bạn nuôi ít ít thì mình ra mình đúc rảnh ra đúc tiếng đúc một lần cũng được, 20 phút đúc một lần cũng được đó. Cứ 15 phút là các bạn thấy là nó đòi ăn à, nhưng mà mình chia ở đây ra chia theo cử, đúc no khoảng 2-3 tiếng một hồn đúc nó một lần vậy đó. Chim con thì mình không có cần phải nhốt lồng bự đâu, chỉ cần nhỏ gì giữ ấm nè, bạn thấy không, nhỏ gì thôi để cho tụi nó giữ ấm với nhau, nó khúm lại nhau nó giữ ấm luôn, rót cơm cho nó sạch, ỉa phân xuống cho sạch, thay nước vệ sinh đó. Mà vòng vòng nó chỉ có như vậy các bạn đó. Nói chung là đối với mình bây giờ là công việc này nó hàng ngày rồi, hàng ngày hàng tháng hàng năm rồi, nó rất là dễ. Còn khó đối với những bạn nào chưa biết thôi. Còn cái việc mà nuôi chích con á, từ nhỏ tới lớn dễ lắm các bạn đó. Mình chốt các bạn câu là cái việc mà nuôi chích con từ nhỏ tới lớn như vậy là dễ lắm, không dễ. Nhưng mà các bạn mà nuôi để mà nuôi được chích sinh sản được mà mỗi cặp á, mỗi đẻ á, là cái việc khó, khó lắm các bạn, chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà những cái việc mà mình nói khó như vậy mình làm được, thì khó mình làm được chứ không phải là quá khó các bạn à. Không phải quá khó đâu, mình chịu khó mình học hỏi một tí xíu, mình chịu khó mình theo dõi một tí xíu là mình sẽ làm được, mình sẽ làm được thôi. Bà con nông dân đều làm được hết, có những anh em nuôi chích đẻ rất là tốt, đúng không? Đẻ rất là hiệu quả. Và có những anh em nuôi hàng trăm hàng nghìn con, mình thấy á, mình thấy anh em đăng những cái clip mà hàng trăm hàng nghìn con chích nhưng mà chưa chắc gì nó đã sinh sản tốt đâu đó, chưa chắc gì nó đã sinh sản tốt đâu. Còn mình ở đây thì mình nuôi không có nhiều đâu các bạn, không tới hàng ngàn con đâu, nhưng mà mỗi một cặp như vậy là nó đều sinh sản cho mình đó. Chích con là hầu như là quanh năm, đẻ quanh năm các bạn đó. Ví dụ như nghịch mùa hay là đầu mùa thì nó đẻ ít, còn vô mùa thì nó đẻ nhiều, lúc nào cũng vậy. Gỗ mùa vô gỗ thì nó đẻ nhiều đó. Đó. Mà ít nhiều gì cũng có hết đó các bạn, chích lớn chích nhỏ gì lúc nào mình cũng có hết đó. Có nhiều hay có ít thôi các bạn nha đó. Rồi có thể là mình chia sẻ cho các bạn những hình ảnh chích con, chích bố mẹ trứng chích trong cái video hôm nay. Sau một thời gian dài cũng ít có ra video do công việc kinh doanh, công việc chăn nuôi rồi khách hàng, mình đi tỉnh này kia rồi đó, không có thời gian chia sẻ với các bạn nhiều. Sẵn video này mình chia sẻ cho các bạn hơi dài, các bạn cũng thông cảm. Anh em nào đam mê thì anh em theo dõi với mình nha. Cuối video thì có thể là mình kết thúc ở đây. Mình xin chào các bạn và xin chào bà con.